Thì chào khán giả thì phải chào rồi, nhưng mà cái câu chuyện rằng thì là cái nói chuyện rằng thì là về cái ngày 30 tháng 4 thì nó cũng nhiều uẩn khúc lắm thưa anh, nó cũng nhiều những các cái suy nghĩ trái chiều, thành ra mình cũng không không mình cũng muốn có cái trả lời cái suy nghĩ của tôi thôi thưa anh. Và tôi nhưng mà bây giờ thì tôi cũng không có tham gia gì những các cái sinh hoạt này. Tôi thấy nó cũng tới hồi nó thoái trào rồi thưa anh. Và tới hồi thoái trào rồi, mình cũng mình không tham dự, nhưng mà mình cũng thương cho những cái người mà có can đảm tới giờ này hãy còn cố níu kéo lại lịch sử, phải không ạ? Để mà khóc khóc biếu biếu. Tôi thấy là cái bọn này nó là cái bọn tâm thần, bọn này là cái bọn mà nó bắt đền lịch sử, phải không? Tôi thấy cái việc nó phải tới thì nó tới thôi. 30 tháng 4 hay là mùng, và nhất là năm nay thì thưa anh, nó lại 30 tháng 4 thì năm nào cũng vậy, là kế 30 tháng 4 là nó là mùng 1 tháng 5, nó là cái ngày lễ lao động quốc tế đó thưa anh. Thành ra nó là được nghỉ mấy ngày liền. Thành ra nó người ta ở đây là gì đó, ở cái quán cà phê của tôi thì cũng mấy nhân viên nó tới đây làm việc, nó cũng đòi đi Disneyland, đi chơi, đi xét gì đó, phải không? Người ta bây giờ cả một cái cuộc đời mới, một cái khúc quanh lịch sử cơ. Chả còn ai nghĩ tới những các cái thằng mà nó đi ra công viên tự do rồi nó khóc khóc méo méo thì nó thắp nến cho cái mà cái là bây giờ nó lụ cụ rồi. Mà tôi nghĩ rằng thì là nó cũng lại là những người can đảm, cũng coi như là một trong những cái người mà tôi thấy rằng thì là mình cũng nên thông cảm. Họ cũng không biết làm gì, phải không ạ? Tới giờ này nó bây rằng thì là chính họ là nạn nhân của cái cuộc chiến mà mấy chục năm của đất nước. Hồi đó họ còn trai trẻ, mà cái trình độ của họ thì thường thường là thấp thôi. Chứ nếu những người mà chỉ huy cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa nó thì không ai làm những các cái chuyện những các cái chuyện vớ vẩn đó. Thế anh, thành ra đây là những các cái cấp thấp của Việt Nam Cộng Hòa, từ đệ nhất Ngô Đình Diệm tới đệ nhị Nguyễn Văn Thiệu, thì là đây mới là cái họ là những nạn nhân. Thành ra mình cũng đáng thương thay cho họ. Và thì anh Vũ Hoàng Lân của Buôn Sao TV đó, thì ông ấy có chọn ba người: ông Trần Dần, ông Trần Dần, ông chọn tôi, với lại chọn ông gì chọn ông Ngô Kỷ. Vâng, thì anh, thành ra là vì cái kỹ thuật nó về cái chỗ của tôi không biết là cái âm thanh nó làm sao, thì thành ra là tôi ngừng. Tôi cũng có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà cái lúc đầu thì liên lạc có nói được mấy câu, xong rồi thì là cuối cùng thì ông Trần Dần cũng ông Trần Dần thì còn còn nói được một số điều, còn thì là cuối cùng thì là chỉ còn có ông Ngô Kỷ độc diễn thôi. Vâng, thế thì cũng nhân đây để mà nói với anh rằng thì là có nhiều cái comment, có nhiều cái lời bình luận nói rằng thì là ông Cường ông ấy không thích nói chuyện với ông Ngô Kỷ mới lại gì đó. Theo tôi thì tôi rất quý Ngô Kỷ. Tôi cho rằng thì là hắn ấy là một cái người mà thành thật, hắn ấy là cái người mà thành thật, dù rằng thì là chống cộng cách này cách kia đó. Nhưng mà tôi đã kể lại, không biết là anh có còn nhớ mấy cái số cách đây mấy chục năm đó, khi tôi nói chuyện về ông Ngô Kỷ đó, thì là ông ấy là cái người mà đi dự Đảng Cộng Hòa mười mấy lần, 5 lần, 4 5 lần của Đảng Cộng Hòa, và ông ấy đã bắt tay những các cái tổng thống này tổng thống kia đó. Vâng, thì tôi cho rằng thì là mà ông ấy là cái tiểu sử của ông ấy, cái tiểu sử của ông ấy là cái lúc bấy giờ là cái ông
ở bên Mỹ này, cái ông chánh chánh biệt lý đó, cái ông Rakakos đó, thì ông ấy là bên Mỹ này đó, thì cái ông chánh biệt lý đó thì là ông lại được bầu, chứ không phải là ông được do Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Thành ra ông ấy được bầu, thì ông ấy chọn ông Ngô Kỳ. Lúc bây giờ ông Ngô Kỳ còn trẻ lắm, là chọn ông Ngô Kỳ để mà lấy phiếu của người Việt Nam. Thành ra là ông Ngô Kỳ là cái người mà nằm trong cái nôi ở mainstream, nội nội chính của cái người Việt hải ngoại. Thành ra là ông ấy, thành ra tôi cho rằng thì là đây mới là một trong những cái người mà thấm nhuần cái tư tưởng, và cũng là ở trong cái nôi của cái Đảng Cộng hòa của nước Mỹ. Và khi mà ông ấy được đi dự mấy cái đại hội đảng đó, thì nó cũng có cái may mắn là ông ấy là có cái sắc đẹp, cũng không được, cũng có phần hạn chế mà ông ạ, trông nó lùn lùn, một cái thằng trông hình thù, thì nếu mà với người Tây phương thì nó hình thù nó hơi hơi cổ quái. Mà ông ấy lại là mặc áo áo cờ vàng ba sọc đỏ, rồi ông ấy đội nó đội nũ vành dây và giếc, thì là ông ấy là một thằng hề ở trong đại hội của Đảng Cộng hòa. Thì là tất nhiên là Đảng Cộng hòa, các cái đại hội Đảng Cộng hòa đó, thì ông ấy đấy là một trong những các cái điểm nổi bật. Người ta các phóng viên không biết là phải zoom vào mà quay phim ông ấy, chứ có ai mà quay phim mấy ông luật sư Việt Nam này, luật sư Việt Nam kia đó, thì thành ra ông Ngô Kỳ thì là tôi cho rằng ông ấy là một trong những người thành công, và nhất là ông ấy lại gốc Quảng Nhơn, thưa anh, quê hương của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đó. Thì những các cái trả lời của Ngô Kỳ thì tôi thấy nó hơi dạng, thưa anh, nó colorful, tức là nó màu sắc. Chứ còn thì chứ còn nếu mà tôi nói đó, thì tôi cũng chỉ nói một vài câu vắn tắt thôi, thì tôi thấy thì là cũng không có gì, điều gì mà điều gì mà đáng tiếc cả. Tôi cho rằng thì là ông Trần Dần cũng lại là một thần thông đại sự, còn thì ông Ngô Kỳ mới là một trong những các cái người mà tôi thấy rằng thì là nó hơi dạng đáng quý. Còn nếu tôi mà không vì trục trặc kỹ thuật đó, thì là tôi cũng chỉ nói được mấy câu thôi, thưa anh. Quên, thưa anh, tôi nói được mấy câu, cái câu của tôi đó, cái câu của tôi mà tôi định nói đó, là tôi nói rằng thì là tôi có cái may mắn, cái xui là tôi có nhiều mối. 30 tháng 4 năm 75 đó, tôi có nhiều mối quá. Nhưng mà tôi cái số tử vi của tôi đó, thì tôi lại hụt hẫng, tôi ở lại với Cộng sản, tôi bị ở lại, và tôi bị ở lại, và tôi lại là một cái người mà ký giả, mà cũng cũng khá khá nổi tiếng của Việt Nam Cộng hòa. Tôi cũng làm nhiều chân lớn của tức là nhiều cái vai trò của Việt Nam Cộng hòa, tức là ở trong cái hậu trường của Việt Nam Cộng hòa đó, thì tôi bị kẹt ở lại. Thì thưa anh, đấy là một cái may mắn. Tất nhiên là lúc đầu trình diện thì cũng sợ hãi với gì đó, nhưng mà tôi thấy cái bộ mặt của người Cộng sản đó, tôi thấy họ cũng lại là một người tử tế, thưa anh. Đây là cái điều mà tôi muốn nói. Họ cũng lại làm những người mà mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc, chứ không phải rằng thì là như người ta tuyên truyền rằng thì là Cộng sản nó vào thì nó tắm máu. Tôi ở lại, tôi là những người mà đáng đáng bị tắm máu nhất, thì tôi chả thấy nó tắm máu gì cả, đúng không ạ? Và tôi thấy rằng thì là tôi thấy rằng thì nó quý Việt Nam Cộng hòa, ở bên ở ngoài Bắc đó hay là gì đó, thì nó hát trộm những bài Quân Hành, nó hát trộm những bài
tình ca người lính chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Hình ra cái bọn ở đây mấy chục năm mà cái bọn truyền thông ở hải ngoại này đó, là nó là cái bọn mà đúng như tôi nói, nó là cái bọn mà nuôi hận thù, bán hàng giả. Cái hàng giả của nó tức là nó vẽ cho Việt Cộng một cái bộ mặt kinh khủng. Nó vẽ cho những các cái người Bắc Việt là những các cái người mà uống máu, phanh thây người khác. Thành ra đó tôi thấy thì là Ngô Kỳ thì là nạn nhân của những người như vậy, kể cả ông Trần Dần hay là gì đó. Thành ra nhân đây thì tôi cũng nói rằng thì là cái bữa vừa rồi mà vì cái kỹ thuật tôi không nói được, thì tôi muốn nói rằng thì là cái người cộng sản nó là những người mưu cầu lợi ích, mưu cầu cái sự thống nhất cho đất nước. Và có thể do cái gọng kìm của lịch sử, cái chớ treo của lịch sử mà miền Nam với miền Bắc chống đối nhau một cách tàn ác, tàn nhẫn. Thành ra đó ngày 30 tháng 4 có thể là nó đến, nó phải đến, và có thể nó đã đến hơi sớm đối với một số người. Do đó mà tôi nhớ thấy ông Võ Văn Kiệt, ông ấy nói rằng thì là có cả triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn. Và đúng như vậy thưa anh. Thành ra thế thì có nhiều người ở đây thì cứ ví rằng thì là tại sao không bắt chước Nam Hàn, Bắc Hàn, mà cả hai bên bây giờ nó cũng chỉ là tạm ngưng chiến thôi, ở vĩ tuyến thứ 38, mà tại sao mà mình lại phải rằng thì là tày quầy, mình mang quân đi mình giải phóng miền Nam, rồi thì là sau đấy là tù đầy mới lại gì đó. Thì là tôi thấy rằng thì là bắt đầu là người ta tả oán những các cái nghĩa là các cái bài bình luận bây giờ, nghĩa là sau đây là tan nát, là tù đầy. Mà thưa anh, để nhắc lại cái tù đầy của cộng sản nó học tập cải tạo đó, là cái chữ mà hồi đó đó là những người từ chủ sự trở lên và từ cấp tá trở lên, tức là nó là một phần trăm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cái cấp cao cấp mới phải đi học tập cải tạo, chứ không phải rằng thì là nó bắt toàn dân đi học tập đâu thưa anh. Vâng. Và trong đó thì cũng rồi thì là cũng gọi là rằng thì là nó hành hạ đói khổ mấy gì nữa. Tôi nghĩ rằng thì cộng sản nó còn đói hơn mình ở trong trại học tập cải tạo, nó cũng ăn bo bo, nó cũng ăn khoai mì. Thành ra tôi thấy rằng thì là mình cũng nên chia sẻ cái khổ ở trong kháng chiến đối với họ thưa anh. Mấy lại cũng là tình cờ đó, tôi thuộc cái gia đình mà cũng là cái giới nó gọi là nổi tiếng của miền Nam Việt Nam đó. Thì là tôi là con cháu ruột của tôi thì là nó lấy em ông tướng Nguyễn Đức Thắng. Tướng Nguyễn Đức Thắng là một tướng nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa, một tiếng thơ có học mà thanh liêm đó. Thì tôi thấy rằng thì là cái lúc 30 tháng 4 đó thì là những các cái đứa đó là tôi gặp họ, tôi gặp cái gia đình của em tướng Nguyễn Đức Thắng đó, thì là tôi thấy rằng thì là nó hoàn toàn là bên phía cộng sản. Nó cũng rất là có tôn ti trật tự. Nó nể tướng Nguyễn Đức Thắng. Nó nể cái anh em, cái con cháu tôi, nó lấy con ông tướng Nguyễn Đức Thắng, em ông Nguyễn Đức Thắng đó, là anh Nguyễn Đức Phú đó. Thì tôi thấy thì là cả hai bên, cái cấp trên người ta cũng nể nhau, người ta quý nhau. Cả cấp dưới thì là các nhạc lính, nhạc vàng, người ta đều hát cả hòa đồng dân tộc cả. Chỉ có cái bọn buôn hận thù, nó bán hàng giả, nó vẽ ra những cái chuyện kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và tôi gọi rằng những cái người như ông Ngô Kỳ hay là cái truyền thông hải ngoại đó, thì
nó là một trong những các cái tội lỗi của nó là nó buôn hận thù, bán hàng giả. Mà cái hàng giả ở đây cũng nhân cho phép tôi nói đó, cái từ ngữ chính á, là lipomoyoners, là những kẻ tiêu bạc giả, những kẻ in bạc giả. Bây giờ nó gọi là fake news, hay là chụp mũ cho nhau. Thành ra đó là cái dân tộc mình, những các cái cấp thấp đó đã bị bịt mắt, đã bị nhồi sọ, để đến nỗi mà chúng mình thù hằn nhau. Cho nên thưa anh, còn cái cấp trên đó thì tôi thấy rằng thì là ví dụ như ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, khi mà ông Ngô Định Diệm ở miền Nam bị đảo chánh đó, thì ngày 2 tháng 11 năm 63 ở Hà Nội, ông Hồ Chí Minh đã lên đài phát thanh nói rằng bữa qua, ngày hôm qua, đế quốc Mỹ đã cho tay sai giết anh em ông Diệm và ông Nhu. Ông Diệm và ông Nhu là những người yêu nước theo cái hoàn cảnh của họ. Vâng, thưa anh, thành ra đó cái cấp trên ông Diệm ấy đã biết cái miền Nam nó có những các cái đau thương đó, cái khổ đó. Cái cấp trên thì cả hai bên người ta đều thông cảm, người ta biết nhau, cho nên cũng đã miền Bắc cũng đã ông Nhu đó, trong một giai đoạn mà ông Nhu cũng đã đi dưới danh nghĩa là đi săn, để mà đi vào rừng gặp Phạm Hùng, tức là hai bên cũng là đã muốn hòa hợp, đã muốn thân thiện đối với nhau rồi, nhưng mà nó không nằm trong chính sách của người Mỹ, và do đó mà Mỹ mới đã xui, đã cho tay em giết anh em ông Nhu và ông Diệp, bởi vì rằng đây là cái chúng mày, tao dùng mày để mà mày làm cái tuyến đầu để mà hai bên chống đối nhau, chứ bây giờ chúng mày mà lại ăn tiền của tao, chúng mày lăn ra, chúng mày yêu nước, chúng mày cộng tác với nhau thì không được. Thế anh, thành ra cũng nhân đây để mà nhắc lại rằng cái thân phận nhược tiểu của mình, hay là tôi đúng như là một cái ông đại sứ Việt Nam, ông Bùi Diễm đó, một người có học, có trình độ đó, đại sứ mấy đời tổng thống Việt Nam đó, thì ông ấy viết cái cuốn là Trong Gọng Kìm Lịch Sử, In the Jaw of History, ông ấy nói về cái thân phận của dân tộc Việt Nam, thưa anh. Vâng, cảm ơn bác Mạnh Cường, cũng là một góc nhìn và cũng quan điểm của bác thì là cũng đầy tính nhân văn thôi, hòa hợp thôi, chứ không còn hận thù gì nữa. Bác ơi, cháu thì mới xem được một cái hình ảnh là một ông cụ, ông ấy đi diễu hành để phô trương cái sức mạnh Việt Nam Cộng Hòa ngày Quốc Hận ấy. Mới xem được cách đây mấy tiếng, cháu đưa lên trang Facebook cá nhân của cháu. Thì ngoài ra ông ta diễu được một vòng thì ông ta mệt quá, ông ta tìm cái gậy, ông ta chống và tìm một cái ghế để đặt lưng và thở phì phò. Thế hình ảnh đó thì vô tình bị thu vào trong cái video. Và khi cháu đăng lên trang cá nhân của cháu thì bà con vào, người thì cười, người thì thương, mà đa số là trách móc nữa. Thế giả sử bác là ở bên đó, bác nhìn hình ảnh như vậy thì bác có suy nghĩ gì? Một ông cụ mà cố gắng đi diễu hành một vòng xong rồi mệt quá cầm cái gậy để ngả lưng thở phì phò cũng ra hơi. Thưa anh, thành ra đó mình mới thấy rằng thì là 40 mấy năm đó, 40 mấy năm, 47 năm, 46 năm đó, thì tôi cứ thấy mấy cái tên đấm ngực của cái đại lý tên Sài Gòn đó, cái bọn công giáo mà nó buôn hàng hận thù, buôn bán hàng giả đó, nó nói rằng thì là 40 mấy năm nó cũng là nó là một cái nháy mắt của lịch sử, nhưng mà đối với nó là cũng là chiếm cả một cái giai đoạn lớn của đời người, phải không ạ?
thành ra đó nó cho rằng thì là phải tiếp tục nhắc lại ngày 30 tháng 4, đấy là một tháng tư đen, đấy là một cái ngày đen tối của dân tộc và tiếp tục hận thù, phải không ạ? Thành ra thưa anh, tôi vừa rồi anh nói với cái ông già nào đó đó thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng thì là anh tôi nghĩ rằng thì là đây là cái lúc mà nó vãn trào rồi, đây là cái nghiệp của dân tộc giờ này nó hết rồi, và chúng ta đã thoát ra khỏi cái cơn oán thù nhau, và đây mới là cái vận hội mới cho dân tộc, thưa anh. Dạ vâng, thế thì không hiểu là những người con cháu của cụ đó đâu mà không khuyên can cụ ý về nhà vui với gia đình, cho nhàn thân, mà trời thì nắng mà lại cứ cầm cái gậy chống đi, vừa đi trong hàng ngũ vừa chống, sau đó hết cái quãng đường mà quảng diễu hành ấy thì kiếm vội cái ghế để ngồi, thế chúng rất tội. Và không hiểu các con cháu cụ sao không khuyên cụ về để cụ đi nắng nô như vậy. Nhìn rất tội nghiệp. Cá nhân cháu thì cháu không, các vị đó già rồi. Cháu không thù, căm thù hay thù ghét gì họ nữa mà thấy họ đáng thương. Mà Mạnh Cường ạ. Vâng, mà thưa anh, còn một cái kẹp nữa. Nó cái câu chuyện mà nó mấy người mà nói là chúng tôi liều chết ra khỏi biển, trốn trốn cộng sản rồi chúng tôi... đi tìm tự do đó, không à, và nhưng mà đi tới nước Mỹ thì bây giờ đó là thiên đàng, coi như là thiên đàng hạ giới rồi, tất cả những cái người tuổi như cái ông già đó hay là như tôi hay là những người bạn của tôi đó thì đều là được ăn cái tiền già, tiền welfare đó, mà cái tiền mình gọi là tiền già đó tức là cái tiền mà nước Mỹ nó cho để mà khỏi chết đói, thưa anh. Để nó gọi là đoàn quân 800 đó để khỏi chết đói, thì tôi thấy rằng lãnh cái tiền đó người này người kia nó giết mắc nhau nhục lắm thưa anh, chứ nó cũng không sung sướng gì, mà với cái xã hội của nước Mỹ đó thì thưa anh, tiêu đằng chân đầu tháng tới cuối tháng thì là vừa tròn hết, vâng, đã tiêu một cái dè sẻn đó thì là vừa tròn hết, tôi mà còn được ngồi ở cà phê này thì đó anh, thì là cũng là may con cháu nó không đuổi ra khỏi nhà, con cháu nó khá đó, chứ còn thì là những bạn tôi là nhiều người nằm ở trong nước sinh hôm đó, thưa anh. Thành ra tôi nhớ đấy cái bà mẹ nấm đó, cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vâng, bà ấy cũng qua đây được cả bốn mẹ con coi như là nhà đối lập đó, xong bà ấy qua đây bà ấy cũng lại được mấy ông cờ vàng đó đón tiếp và một thời gian vồ vập một thời gian sau đó rồi thì ai về nhà nấy, rồi thì là bà mới than phiền rằng thì là nước Mỹ không vĩ đại như tôi tưởng, như bà ấy tưởng, vâng, thưa anh. Thành ra nước Mỹ, đến nước Mỹ nó cũng lại là một cái ảo ảnh, vâng ạ, một cái ảo ảnh gọi là thế giới tự do thôi, chứ thưa anh, ở đây đó cái giai cấp nó lại còn bội phần hơn. Ở Việt Nam thì nói rằng thì là cái giai cấp là nó nằm ở trong đảng, phải không ạ? Mình cái người dân Việt Nam là cái người ngoài đảng, đó là cái người dân thứ dân thôi, dân hạng hai thôi, chứ còn thì ở bên Mỹ này đó thưa anh, nó là còn dân hạng 10. Nó chỉ nhìn thấy cái số điện thoại của anh, cái zip code, cái area code đó, là nó đã biết là mày ở trong khu ở chuột, mày ở trong khu nghèo nàn, mày ở trong khu ăn bám rồi, thưa anh. Thành ra đó đây mới là cái đau thương của những người mà vồ vập đi tìm nước Mỹ, tìm thế giới tự do, cho nên mình mới nhớ về cái bà mẹ nấm, hay là mình nhớ mấy cái ông mà vượt biên đi trước đây đó, kể cả những ông tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hay là ông mấy cái nhà đối lập gì đó đi qua đây, thì tôi thấy rằng thì là một thời gian ngắn sau là nó coi như rằng thì là đi vào quên lãng, thưa anh. Đây mới là cái
cái đau của bốn mươi mấy năm giờ này đó là trên giờ này đó là chúng ta vồ vập, chúng ta đi tới nước Mỹ, nhưng mà có khéo chúng ta lại không được trọng dụng hay là không được đối xử tử tế, tử tế ở trong vòng kép đó, như là người cộng sản, như là người cộng sản ở trong nước. Và lại rằng thì là thưa anh, vừa rồi người ta mới kỷ niệm rằng thì là 30 tháng 4 đêm thắp nến ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, vừa rồi mà anh có hỏi tôi đó, thì thưa anh, nó có một hai cái chớ trêu là ở cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, là cái nơi mà người ta thường cái nơi mà người ta thường chiến sĩ Việt Mỹ mà cái nơi mà người ta thường 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 tới đó để người ta kỷ niệm đó. Thưa anh thì nó chớ trêu ở cái chỗ rằng thì là cái tượng đài gọi mệnh danh là cái công viên tự do đó, nhưng mà ở đó thì là có hai người lính, một người lính Mỹ và một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một người lính Mỹ đó thì họ tất nhiên là họ cao hơn, nhưng mà một tay họ cầm cái quai của nón sắt, họ bỏ thõng xuống. Một tay họ cầm cái quai của khẩu súng, họ cũng bỏ thõng xuống. Tức là tan chiến tranh rồi, và họ chán nản về cái sự tham dự của người lính Mỹ ở hải ngoại. Còn thì cái ông lính Việt Nam Cộng Hòa đó thì vẫn quần áo chỉnh tề, đeo súng trên vai, nón sắt trên đầu, và nghĩa là nghiêm túc. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng thì là cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đó hỏi ông cố vấn Mỹ rằng thì là thưa ngài có cho con thêm tiền để con đánh nhau tiếp không. Thành ra đó thưa anh, đây là cái mà cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, mà mấy người mà cứ đi ra đó khóc khóc mếu mếu mới đêm đêm thắp nến đó, thì họ họ không nhìn thấy họ không nhìn thấy một cái giải thích đau thương đó, mà họ vẫn cứ tiếp tục họ ra đó. Dạ vâng. Cảm ơn bác Nguyễn Nam Mạnh Cường. Trước khi kết thúc buổi trò chuyện thì cháu muốn hỏi bác là mấy hôm nay tình hình Nga và Ukraine theo truyền thông Mỹ thì tiến triển và có diễn biến gì mới không hả bác? Vâng, thưa anh, tôi cho rằng thì là không phải ngẫu nhiên mà cái ông Putin mà ông ấy mang cả một cái đoàn quân, ông ấy đánh ông ấy đánh một cái quốc gia bởi vì rằng thì là Ukraine là đó thì là ông ấy là một trong những cái quốc gia mà được nhiều ân huệ và cũng là nổi tiếng là thành công lắm, nhưng mà ông ấy cũng lại là một cái anh mà vớ vẩn, lại còn xin gia nhập thế giới tự do, xin gia nhập NATO mà cũng lại ảo ảnh như là mẹ nấm đó thôi thưa anh. Thành ra đó nước Nga mà đây là để mà bảo vệ cái biên giới của nước Nga, biên giới bên ngoài xa xôi của nước Nga, cho nên đó ông Putin ông ấy phải mang quân ra, ông ấy cho thằng này một bài học, phải không ạ? Ông ấy cho thằng này một bài học. Và những người chống cộng thì nói rằng thì là đây là một cuộc xâm lăng một đất nước Ukraine là nó có chủ quyền. Còn thì là với tôi thì tôi nghĩ rằng thì là ông này là ông ấy cho thằng này ông ấy can thằng này, cho nên đây ông ấy gọi đây là một cái cuộc hành quân đặc biệt, một cuộc hành quân đặc biệt để tao dạy dỗ mày, thế thôi. Vâng, anh thấy là cái suy nghĩ tôi về và đây mới là đúng là cái
cái khúc rẽ của lịch sử của thế giới sau cái bệnh dịch sau cái bệnh dịch nó hoành hành đó, thưa anh, đứng về cái phương diện mà gọi là cơ trời ách nước đó, thì sau cái bệnh dịch con COVID này nó quá lớn, thì cũng lại tình cờ và nước Nga ông Putin ông cũng thấy cái ngứa ngáy là phải làm một cái vai trò của nước Nga để mà phân chia lại cái trật tự của thế giới. Và trong đó thì mình mới thấy rằng thì là bây giờ là cái cuộc chiến đó là có lợi cho ai, và tôi thấy bắt đầu nổi lên là có ông Tàu, ông ấy ngồi ông ấy cười, Tập Cận Bình rồi thì là cười, rồi thì là mình mới thấy rằng thế giới tự do lại họp lại bộ tứ, nào là Úc Yết Nhật Nhất các thứ gì đó, thưa anh. Thành ra để tóm lại một lời là, thưa anh, đây là một cái lúc bày lại cái cục diện của thế giới, cái cuộc hành quân vừa rồi cùng với cơn đại dịch, mà cái kinh nghiệm của tôi đối với lại vận mệnh của dân tộc, của thế giới đó, đây là hai cái nó trùng hợp để nó làm một cái cuộc sắp xếp lại cái trật tự thế giới, một cái tập trận mà chắc là nó là một cái thế tam đầu chế, một cái thế chân vạc, chứ nó không còn là cái thế nghĩa là độc diễn của người Mỹ nữa. Vâng, thưa anh, đây là có nghĩa là đây là cái kết luận của tôi. Dạ, vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn bác Mạnh Cường. Dù là rất là bận uống cà phê ở bên quận Cam, nhưng mà cũng dành cho Bảo Trâm và khán giả Việt Vision một cuộc trò chuyện nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Chúc bác luôn mạnh khỏe. Vâng. Dạ. Xin chào bác ạ. Thưa anh, cái chỗ của tôi nó cũng hết điện rồi. Dạ, vâng, cảm ơn bác ạ. Cháu xin tắt máy ạ. Dạ. Nơi nào như tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất.